khóc hoài. Chết nó sống lại 3 lần. Sống là mình phải lo làm con, cái mẹ người ta giúp hoài cũng không được. Tên Thúy, 47 tuổi. Gia đình em là 4 người, 3 đứa con với em là 4. Chồng thì nó mất rồi. Đứa thì Thúy Kiều, đứa thì 20 tuổi, đứa thì Bùi Thanh Tâm, 9 tuổi, đứa thì Bùi Thị Thục Ý, 3 tuổi, bị tim. Hai bé đầu thì bình thường, không sao. Có bé sau này không? Bé là bị lâu chưa chị? Bị từ mới đẻ. Mới đẻ là bác sĩ nói sao ạ? Cháu không qua khỏi. Tình trạng hiện giờ thì sao chị? Mình cũng không biết nó khỏe vậy chứ lúc nào không hay. Chị nói giờ uống thuốc mà không có cứu được đâu. Tại vì nó vậy đó. Nó khỏe thì nó khỏe, còn nó đi là đi. 2 lần mổ rồi. Mổ tim đúng không chị? Là bác sĩ nói là không có cách nào chữa trị hết. Thường mỗi tháng thì bé có uống thuốc hay là tái khám gì không chị? Đâu có tiền đâu đi tái khám. Lúc mà chồng chị mất là lúc đó là chị là trụ cột kinh tế chính của gia đình hả chị? Thì bình thường chị sẽ làm gì để chị có tiền nuôi mấy đứa con? Gần đây em đi phụ quán làm má. Bữa đi lụm ve chai, bữa thì ta kêu đi việc nhà mình đi. Lụm về đây thì mình dồn riêng ra, thì có mối nó vô nó lấy, vô nó canh. Ngày nào cũng đi chứ, tối rồi ngày nào có ở đâu có đi. Ta kêu cho thì ta kêu mình đi lụm lấy về. Tổng thu nhập một tháng của mình thì bao nhiêu chị? Nếu mà làm ấy đều á thì được 6 triệu, còn không thì chị được 4-5 triệu thôi. Thì sinh hoạt đã có gì ăn đó, gạo thì người ta cho rồi, có bữa đi đi lượm người ta cho này cho kia, cho mì cho gạo. Những ngày bình thường, những ngày mưa gió đó chị có phải đi làm không chị? Dạ có, cũng phải đi phụ người ta đâu có nghỉ, ta bán suốt à, ta đâu có nghỉ. Có tháng nào mà thu nhập của mình nó không ổn định, nó không có đủ để sinh hoạt không chị? Có. Có tháng thì còn nhiều tháng không có đủ. Tại vì mình thiếu ông ta mình phải trả. Tại vì lúc ông chết là mượn cũng cả 10 triệu trả anh ta. Giờ mình phải làm trả từ từ cho anh ta. Tháng đó mình không đủ là mình mượn, vay mượn. Thì hiện tại là số tiền mình còn nợ là bao nhiêu chị? 5 triệu. Chị làm khoảng bao lâu thì chị có thể trả được cái số đó? Ví dụ như mình làm từ từ cũng trả hết thôi. Cho mình góp hàng ngày thì mình trả hết à. Bình thường chị đi làm thì ai giữ bé chị? Anh gọi bên kia ngày cũng 50. Có khi thì chị giữ, chị không lấy tiền. Thấy tội nghiệp chị lấy 25 ngàn. Bé lớn của chị thì hiện đang làm gì chị? Nay đang thất nghiệp ở trên bà ngoại. Bà ngoại cũng nghèo, có tiền đâu nuôi nó. Kêu nó về nó cũng chịu về. Bé giữa thì lớp 2. Bé học Tình Thương ngay chỗ nhà thờ Bình Hưng đó. Ở trong mấy bà Mai Sơn. Mình học ở đó thì có tốn tiền học phí không chị? Dạ không. Thằng đó con yếu, mập vậy chứ mà nó yếu xìu. Nhưng mà nói nó rồi hồi nó quên hết trơn, không nhớ. Còn bản thân chị thì chị có đang bệnh, có bệnh gì trong người không chị? Có. Cũng phải cố. Bệnh gì á chị? Bị rút nữa, nhức chay nhức dầu. Tê nhất cái tay chạy không có được, lúc chạy xe hả, không biết cái xe là sao mà cũng phải cố gắng.
như mình không cử động được thôi. Dạ. Không có cảm giác. Không có cảm giác gì hết. Có bữa về nhà nằm chạy lai vậy đó, không biết gì hết. Thấy con nhỏ quá rồi cố gắng rồi thức dậy. Cái này là mình có uống thuốc hay là sao, hay là mình để vậy luôn? Để luôn. Ý luôn. Sao không uống thuốc mà uống? Chồng chị là mất bao lâu rồi chị? Mất cũng chuẩn bị được năm rồi, tháng 8 này được năm. Lúc mà anh mất đó chị, thì các bé đã có cảm nhận được những cái mất mát đó chưa chị? Nó bé là vậy đâu biết gì đâu, con rớm thì nó biết ngoài đi nào. Thấy ổng chết nó cũng bình thường, nó cũng biết gì đâu. Rồi lúc đó chị cảm thấy như thế nào chị? Thì cũng mất người cũng thấy tiếc rồi, mình là ổng là trụ cột mà ổng mất rồi, giờ ai đâu làm lo cho nó, mình phải làm, mình gánh mình lo chứ. Rồi khoảng bao lâu thì chị mới có thể nguôi ngoai để chị đi làm tiếp tục nuôi con? Cũng phải cố gắng chứ, đâu có nguôi ngoai, cũng phải dám mà nguôi ngoai mà lo cho nó chứ, mà nếu mà gầu hụt ngã ăn cái là chết. Nếu mà chồng chết gục ngã ăn cái là nó đi luôn á, không có ai lo cho nó nữa. Giai đoạn đó thì chị vượt qua như thế nào chị? Thì có nhờ có con bé nhỏ, hai anh ủi cũng đỡ, mỗi ngày nó vậy đó, có nó cũng không cố gắng gượng cười. Vừa lo tiền đi học cho các bé, vừa phải lo tiền sinh hoạt nữa, thì có lúc nào chị thấy mình đang bị gồng quá không chị? Ủa chị ơi, thì vì con phải cố thôi chứ, gồng thì bà chịu thôi chứ, đâu ai sẽ lo cho mình được. Có những lúc nào mà mình thấy mình mệt quá, mình muốn bỏ cuộc không chị? Muốn ôm xuôi bỏ hết. Nhưng mà những lúc đó mình nghĩ tới cái gì mà mình lại tiếp tục? Nghĩ rằng bé nhỏ. Xung quanh đây hoặc là gia đình của chị thì có ai giúp đỡ không chị? Có hàng xóm, thì lúc là cho này cho kia, cho đồ ăn thôi. Bữa nay là cho gạo, bữa nay cho trái cây. Cha mẹ nghèo, anh em cũng khổ rồi, giờ lo cho mấy đứa con đi học giúp mình, ví dụ phần nào thôi phải giúp hoài được. Lâu như lâu lâu người ta giúp mình thôi chứ đâu ai giúp hoài. Có khi nào buổi tối về mình nằm mình thấy mình tủi thân không chị? Khóc hoài. Có khi nhìn thấy ông khóc hoài, thấy cũng ghét mà thôi kệ, là chết nữa làm gì nhờ. Xung quanh đây thì lâu lâu chị có tâm sự hay nói chuyện với ai không? Ít lắm. Đi làm về tối là trong nhà suốt. Là tối là mình nói chuyện với các bé. Dạ. Dạy nó cái này, dạy nó cái kia, cho nó biết, nó hiểu. Động lực để cho chị tiếp tục đi làm, tiếp tục nuôi con hiện tại là gì? Bé nhỏ, không có nói chắc là không nổi. Thì mình được sức, mình làm được đợt tới đâu trở. Mình sống cho hiện tại thôi. Mong ước lớn nhất của chị là gì? Hết nợ rồi lo cho con này. Để lại khỏe mạnh lo cho bé rồi. Chị ước gì cho bản thân mình? Không. Cho con rồi đó. Tội nghiệp bé. Nó sống lại 3 lần. Sống là mình phải lo làm có ăn, cái này người ta giúp hoài cũng không được, mình phải cố lên để mà lo cho tụi nó chứ không lẽ cứ nhờ người ta giúp rồi đâu được. Mình có bàn tay bàn chân mình làm, phải làm ra kiếm tiền chứ, để cứ đợi người này người kia giúp rồi sao được. Không nghĩ vậy. Nghèo thì nghèo nhưng mình phải mạnh mẽ. Dạ. Không có nghĩ vậy.
mình lạc quan đúng không chị? Mình cứ miễn có sức khỏe là mình làm đứa con. Vậy thôi. Dạ.